Xin chào anh em đã đến với kênh review của Steelmax và mình là Di. Trong video ngày hôm nay thì mình mong muốn được chia sẻ với anh em một cái sản phẩm hỗ trợ lùi xe và đổ xe. Ở đây có anh em nào chúng ta biết lái xe nhưng rất không tự tin trong cái việc đổ xe và lùi xe của mình không ạ? Thì nếu chúng ta muốn được đổ xe thoải mái, tự tin và an toàn thì chúng ta hãy xem hết video ngày hôm nay nhé. Trong thực tế thì Di có nhận thấy một số trường hợp các anh trai này hoặc là các chị em phụ nữ mình khi mà lái xe thì rất là thiếu tự tin trong cái việc đổ xe và lùi xe của mình, bởi vì không thể nào mà quan sát được hết cái khu vực phía sau khi mà chúng ta bị khuất tầm nhìn. Chúng ta chỉ quan sát qua gương chiếu hậu và chỉ phản ánh được một phần thôi. Chính vì vậy thì Steelmax đem đến cho chúng ta một cái dòng sản phẩm hỗ trợ đổ xe phía trước và phía sau. Cái tên của sản phẩm là Front and Rear Parking Assist System, là một cái hệ thống như thế nào ạ? Hỗ trợ đổ xe phía trước và phía sau. Và mã sản phẩm là MTSM của được phân phối độc quyền bởi công ty MT Group. Và series của sản phẩm này sẽ có 3 mã là V4, V6 và V8. Và trong video ngày hôm nay thì Di sẽ đập hộp và review về sản phẩm V6. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở hộp ra xem một cái bộ sản phẩm như thế này thì bao gồm những gì và chức năng của những cái sản phẩm này mọi người nha. Đầu tiên thì là một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Anh em có thể tham khảo trong đây về cái cách cài đặt cũng như là cách lắp đặt và những cái tình huống có thể xảy ra với cái sản phẩm này. Ok, cái hướng dẫn sử dụng. Như thấy cái quyển này rất là hữu ích nha mọi người. Tiếp theo là một cái bộ nguồn Steelmax MTSM. Một cái màn hình. Màn hình này là màn hình LCD kỹ thuật số nha mọi người. Đây, một cái màn hình. Và trên màn hình này sẽ hiển thị cho chúng ta thứ nhất là về cái khoảng cách, và thứ hai là về cái hình ảnh ma trận của những cái vật cản ha, đến cái vị trí xe của mình. Và tiếp theo đây là mắt cảm biến ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có màu để lựa chọn. Và cái sản phẩm ngày hôm nay là màu đen, một cái màu khá là phổ biến. Tiếp đến nha, ta sẽ mở ra nha. Bên trong thì sẽ có một cái hộp như thế này ha, và đựng 6 mắt cảm biến cùng với một cái tool. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có những cái khay này, rồi những cái bộ dây để mà mình lắp đặt. Và Steelmax còn chuẩn bị cho chúng ta một cái bộ dây rút rất là có tâm luôn mọi người. Ok, như vậy là trong một cái hộp sản phẩm cảm biến đổ, cảm biến lùi thì sẽ có thứ nhất là một cái bộ nguồn ha, thứ hai là một cái màn hình LCD kỹ thuật số, và thứ ba là 6 cái mắt cảm biến. Và thứ tư là cái bộ dụng cụ để mà lắp đặt cùng với cái dây điện. Như vậy thì đây là bên trong sản phẩm của chúng ta. Và cái bộ sản phẩm này sẽ hoạt động như thế nào thì sau đây Di sẽ thông tin đến anh em ha. Đầu tiên có 3 cái trường hợp để mà sản phẩm của chúng ta hoạt động. Thứ nhất là khi chúng ta lái thẳng về phía trước, ở phía trước chúng ta sẽ có là 2 mắt cảm biến. Một bộ như thế này là 6 mắt thì sẽ có 2 mắt phía trước và 4 mắt phía sau. Thì ở phía trước sẽ có 2 mắt cảm biến được lắp đặt, và cái khoảng cách mà cái sản phẩm này sẽ báo về đó là từ khoảng 0.3 đến khoảng 0.89m. Thì mắt cảm biến này sẽ hoạt động và báo về cho chúng ta trên cái màn hình LCD này. Cái trường hợp thứ hai để mà cái cảm biến báo về cho chúng ta đó là khi xe chúng ta lùi trong cái khoảng từ 0.3 đến 2.59 thì cái cảm biến này sẽ nhận biết và ngay lập tức báo về cho chúng ta trên cái màn hình này, bao gồm cái khoảng cách đang ở mức nào và với cái hình ảnh ma trận, và báo về với cái cảnh báo là bằng âm thanh. Âm thanh ở đây là có giọng nói và tiếng bip. Thì giọng nói hay là tiếng bip thì chúng ta có thể cài đặt được mọi người nha. Và hiển thị cả cái hình ảnh ma trận, cái vị trí xe chúng ta đang đứng và cái khoảng cách đang là ở đâu, vật cản đang là ở đâu, thì thông tin cho chúng ta trên cái màn hình như thế này. Và cái trường hợp thứ ba là chúng ta lùi xe dít dắt, lùi như thế này thì cũng sẽ báo cho chúng ta. 0.4 là bắt đầu báo rồi mọi người, và đến cái mức mà 0.3 thì sẽ hiển thị cho chúng ta một cái ký hiệu là B,
B có nghĩa là parking, là chúng ta hãy đổ lại đi. Đó. Thì trong cái khoảng như thế thì cái sản phẩm sẽ thông báo đến cho chúng ta mọi người nha. À, một cái thông tin thứ tư là sản phẩm này có công nghệ chống nhiễu và chống cảnh báo giả. À, thông tin thứ năm là sản phẩm của chúng ta sẽ trong cái điều kiện thời tiết như là ban đêm nè, trời mưa nè và đi trong cái điều kiện tuyết này thì sản phẩm của chúng ta vẫn hoạt động và vẫn báo về cho chúng ta những cái thông tin về cái vật cản và cái khoảng cách ha. Một thông tin thứ năm là trong trường hợp xe của chúng ta có cái thanh kéo ở phía sau á, hoặc là cái phần mà lớp phụ được gắn ở phía sau á, thì cái cảm biến của chúng ta cũng sẽ có cài đặt cái chế độ là mình sẽ tính thêm cái phần đó nữa, và từ cái vị trí cuối cùng đến cái vị trí vật cản sẽ thông báo cho chúng ta cái khoảng đấy, và nó có cái sự thông minh đó là nhận diện thanh phía sau và lớp phụ để mà báo về cái khoảng cách mà chính xác nhất đấy. Và tất nhiên sản phẩm này sẽ đem đến cho chúng ta cái sự tự tin nè, sự thoải mái nè và an toàn khi mà đổ xe và lùi xe. Hy vọng trong video clip vừa rồi với những cái thông tin mà Di cung cấp về sản phẩm MTSM thì sẽ đem đến cho anh em những cái thông tin hữu ích và để mà mình có những cái lựa chọn chính xác cho cái sản phẩm cảm biến đổ, cảm biến lùi này. Và Di nghĩ rằng đây sẽ là một sản phẩm rất là cần thiết khi mà anh em tham gia giao thông, nó sẽ thuận tiện hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì Di xin chào và hẹn gặp lại các anh trong những video clip review những sản phẩm tiếp theo nhé.